Ây da, ok. Đấy, mọi người thấy ok chưa? À, sẽ bắt đầu đậy vào và bắt đầu nướng nha mọi người nhá. À, mọi người tin tưởng rằng anh em mình sẽ thành công với cái món cá nướng gọi là cá nướng tầng này của anh em mình nhá. À, mình chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp, gọi nó là cá nướng cá Úc Thường Phi. Đó, cho mọi người xem lại lần cuối này. Cảm ơn gạch, cảm ơn gạch. Trời ơi, nó ảo hết cả siêu phẩm đấy. Thấy chưa, ở dưới, tầng dưới là cá siêu cay, tầng trên là cá hay hay. Cái này cay rồi, này thích cái văn tơ. Thôi để mình châm ngòi luôn. Siêu cay và cá siêu ngon. Nào, đôi lửa lên em. Châm ngòi nhé. À, mình nghĩ là cách thức này mình nướng cũng khá là nhiều, nhưng mà úp xuống dưới chứ mình chưa làm tầng bao giờ. Nên là khéo làm tầng như thế này mình nghĩ là nó sẽ ngon, tại vì nó sẽ cái hơi nóng ấy nó sẽ đốt cả dưới lẫn trên xung quanh tất tần tật đấy, thì nó sẽ chín đều hết. Mình chỉ sợ là cái con ở dưới nó chín trước nó lại cháy, mà con ở trên nó chưa chín hẳn thôi, chứ còn là mình nghĩ là sẽ thành công đấy. Mọi người cho một like để xem tí nữa xem cá nướng siêu khủng của anh em mình. Em nghĩ là cái con cá trên ngon hơn, em không thích ăn cay gì đâu, nó sẽ dày lắm. Tí nữa mọi người cứ chờ đón anh em mình nhá. À, được 30 phút rồi mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ xem thành quả của anh em mình xem có ok không nhá. Xem thành công không? Chắc chắn chín rồi đấy anh ạ. Không. Bây giờ là thử. Cái lợi của cái này cái là mình có thể xem được là chín chưa, và đấy để mình có thể nướng tiếp hoặc là cho ra luôn. Mùi thơm. Ui, mùi thơm. Bắt đầu thơm thơm nhỉ anh nhỉ? Chưa chín. Chưa chín à? Nó dày quá. Chưa chín. Tuyệt vời nha mọi người nhá. Con này nó hơi to, con dưới thì không thăm được. Ui, con dưới nhìn trông đỏ rực ra rồi. Con dưới con dưới nó ớt. Thôi được. Tiếp tục ninh nhá mọi người nhá. Quả này chắc là chín rồi mọi người ạ. Mọi người thấy cái hơi nóng của nó bốc nó phọt ra chưa? Em chỉ sợ cháy rồi anh ạ. Ấy, cái gì lông phết rồi. Ui. Thơm. Mọi người thì cứ có người thấy gì đâu mà. Ui chết cha chạy. Anh ơi, nhưng mà bây giờ lấy ra kiểu gì? Lấy nước. Đấy, để em lấy nước. Bây giờ phải giải quyết lửa đã nha mọi người nhá. Mày ơi, tại vì cái này quá to đấy, nhưng mình không cẩu được ra rồi. À, quên mất là lúc mình cho ra quên là đến lúc nướng chín là phải lấy ra thùng ra. Mọi ngày trước là mình sẽ làm một cái cẩu để cẩu nó ra đấy, nhưng mà quên mất hôm nay hộn quên. Con cháy. Bao giờ mày như vậy đấy, hay là để em đi nhờ chị Trừ giúp nha nhé. Từ từ cho nó nguội đã. Cái thùng này nó cao gần mà hoa đại ca rồi kìa. Kéo đi lại thùng nhất rồi kìa. Ôi thôi. Cái gì vậy? Nó gãy cả cây. Rơi cá chưa? Cứ nhấc lên nha. Mày chưa rơi cá. Từ từ. Thế rồi rơi cá là chết rồi đấy. Ơ, cái gì dưới chưa kìa? Nào lấy mâm ra đây đi. Anh nhấc một phát ra là phải nhanh tay mọi người ạ, nó gãy cây ở dưới rồi. Lấy cái mâm nữa. Kia các kiểu đũa, các kiểu nó gãy hết cả cây rồi mọi người ạ. Ui nhìn con này. Trời ơi. Thấy chưa? Nhìn nó ngon chưa? Ui chà. Con trên này cũng ngon này. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Thành công rực rỡ luôn.
Bây giờ phải lấy nó ra từ gì đây? Ui, một siêu phẩm đã ra lò. Rồi. Quá đỉnh. Đây nhá. Cho mọi người xem mặt dưới của nó. Wow, thấy chưa? Ổn chưa? Ok chưa? Mặt dưới đó, mặt dưới đấy nhá. Wow, đấy. Nào, một siêu phẩm. Một nhóc trong đây. Tiếp tục siêu phẩm thứ hai nhanh lên. Siêu phẩm này là siêu phẩm siêu cay nhá mọi người nhá. Một nhóc nữa. Đây là siêu kinh điển luôn. Ui. Rồi. Đây là siêu phẩm thứ hai mang tên Zofi siêu cay. Siêu cay luôn mọi người. Đấy, bây giờ sẽ bỏ cái phần cháy cháy ra đi. Cột hộp kệ đó. Nào. Đấy, cho mọi người xem mặt dưới nhá. Nào. Wow, ôi, hơi cháy một chút. Nhưng không sao nhá mọi người nhá. Hơi chỉ là hơi cháy thôi. Chỉ là hơi cháy thôi. Đó. Nào. Lên lên, thưởng thức. Lên chén đi anh ơi. Đây là hai siêu phẩm cá của anh em mình nhá mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy, đây là con siêu phẩm cá siêu cay nhá mọi người nhá, Zofi siêu cay. Đây, mọi người thấy ok không? Quá là đẹp, cá rất là tuyệt vời nhá. Nó giống như con cá chỉ vàng ấy nhỉ, khổng lồ ấy. Đây là siêu phẩm Zofi nướng hành hành ớt hành. Đấy. Đấy, ngon chưa? Wow, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức. Bây giờ thưởng thức con nào trước? Con này thưởng trước thức đi. Con kia đi. Ở đây. Đây nhá, mọi người nhìn thịt nó đây. Đây là Zofi. Đấy, Zofi suối thế nên là thịt nó này. Wow. Em một miếng. Đây đây. Wow. Đây nhá. Đây, xong vào đây này. Có cuộn rau không? Rau này. Đấy. Mình cũng mời tất cả mọi người nhá. Mình ăn thử món Zofi siêu cay mọi người ạ. Không biết là cay lắm không? Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm rồi. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Wow. Nướng kiểu này cá nó độ chín nó đều mà nó chín thẩm thấu, gọi là siêu kinh điển. Ngon lắm rồi, thơm nhỉ. Cái con cá này nó thơm, nó béo mọi người ạ. Ăn nó ngọt. Cay nhưng mà ngon mọi người ạ. Em lại ăn miếng không ra. Không ra. Lại ăn miếng của ra. À. Ôi, ngon ngon. Thịt nó trắng như thịt gà này. Trời ơi. Cục này xúc khúc 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 này xuống rồi. Chấm mắt nữa. Chấm lại lộn gọc ra sau nhá. Hơi quá rồi đấy. Mấy răng này. Ui, mình vẫn thích thịt loại cay này hơn mọi người ạ. Đấy. À, em thử cái món bên này nha. Món bên này à, mình đầu tiên mình phải ăn vắt ở trên mũ lưng tăng trưởng à. Chín đều không? Chín này ạ. Chín hết mọi người ạ, này. Ý, thấy chưa? Ui, ngon chưa này. Chà. Ngon lắm. Nhưng mà con này đáng nghe ra để thêm một chút nữa nó vàng thêm tí nữa thì ngon nhỉ. Ngon hơn. Ngon lắm anh ơi, con bên này nó ngon hơn. Ngon lử luôn. Xuống lắm. Ui chà. Không còn một cái từ gì diễn tả ngoài từ tuyệt vời. Đẳng cấp luôn. Nó là con siêu cay này ngon mọi người ạ. Em lại thích cái món này. Món này đẳng cấp hơn anh ạ. Món này thì lại phải ăn như thế này. Đây nhá. Phần da này nhá. Phần da này là phần bên trên mọi người ạ. Đây. Đây này. Thấy chưa? Wow. Ui. Đó. Ăn là phải ăn từ dưới lên trên. Ừ, thôi được. Ăn từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới được. Rồi phần dưới nó chín hơn, cái độ cháy nó đấy hơn thế nên là rất là ngon. Đấy. Nhà mình đang nuôi lợn nhiều thế nên là hơi nhiều khách mời. Ui. Mọi người thông cảm nhé. Ăn cái
món khổng lồ này là anh em mình thích ăn bốc tay mọi người ạ. Mà anh em mình tay rửa rồi. Wow. Tuyệt vời. Không còn từ gì để diễn tả. Đúng rồi. Cuốn cái lá này này. Đó à. Trời, ngon đấy. Trước giờ ạ, thì mình vẫn tâm đắc nhất, tất cả các món nướng đều mình tâm đắc nhất là những cái món úp nồi này, úp niêu, úp chảo, úp các thể loại. Đó. Úp ấy thì nó, cái lửa nó bao trùm ấy thì nó sẽ được chín đều này, vàng tất, tần tật mọi thứ này. Và cái thứ hai nữa là nó ngọt. Với lại hình như mình làm quen cái món này rồi sao ấy. Món úp chảo úp nồi ấy, thì nó sẽ không xem được cái lượng đấy, còn úp thùng phi của như anh em mình có thể mở ra xem đấy. Anh muốn thưởng thức đặc sản không? Mát à? Cái đầu mát ăn xong gọi là quên sầu. Wow. Ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Chà. Ngon chưa này. Béo ơi là béo luôn cái mang mồm nó này. Thôi, mát. Mát đâu? À? Lõm rồi. À mắt. Đây. Đây. Ui gỡ được cái mắt này. Đây anh gỡ đâu. Ui trời. Mắt cá người đâu. Ui trời của em. Cầm húp luôn đây lại còn. Cái đầu cá rô phi thì rất là ngon nhá mọi người nhá. À nói chung là cá rô phi là mình rất là thích ăn, ngoài rán này, nướng này thì nấu chua tất cả đều ngon hết, mà đặc biệt lại cá rô phi suối, mà cái cá người mỏng mình ấy, không phải nuôi ấy, không phải cá nuôi ấy, thì nó ăn rất là ngon, cái thịt nó rất là chặt mọi người. Nhưng mà mình vẫn kết cái món siêu cay này hơn. Nó phải cay, nó phải tê. Này, đấy, này. Một siêu cay đây này. Em thì cứ phải ngơi. Đây. Wow. Tuyệt vời chưa? Wow. Siêu cay nó phải thế này. Anh ăn cái vân ốc nào chưa? Anh ăn cái vân ốc nào chưa? Ăn bao giờ chưa? Ngồi. Ngon lắm. Bây giờ anh ơi. Em xin phép phải tắt cơn anh cái vân ốc này. Wow. Anh ơi. Em xin phép phải tắt cơn. Wow, tuyệt vời quá. Ngon hơn. Món này mà nướng khô thêm một tí nữa thì ngon nữa. Táo hả? Nó nhiều vậy em. Cái đầu nó nhiều ốc luôn ạ. Hút. Ui. Ngon lắm. Ngon.